Dạ, Sếp Thanh Trực, mến chào quý cô chú và anh chị đã đến với kênh Đùa Xưa Mê Công. Thì hôm nay Sếp em có một số đồ gốm, đồ đồng và bộ bàn để giao lưu cùng với quý cô chú và anh chị. Thì lời nói đầu tiên thì em cũng cảm ơn quý cô chú anh chị trong thời gian qua đóng hộ Sếp của em. Rồi mã số 1 khác đầu tiên hôm nay thì em có một bộ bàn Pháp xưa. Chất liệu của nó là gỗ nâu tay mình nha quý cô chú và anh chị. Đó, hàng thì liền lạc và lành lặn luôn. Đó. Cái này là cái ghế của nó đây. Cái mặt ghế và cái thành dựa này là gỗ nâu, còn cái này, cái những cái dìm này là hàng gỗ xoài của nước ngoài nha quý cô chú và anh chị. Ở đây người ta được chạm và độc thủ công tay, nhìn rất là tỉ mỉ luôn ạ. Chiều cao của cái ghế của mình là 1m08, ngang cái mặt ghế mình ngồi là 45, chiều sâu vô là 41. Đó là cái ghế này. Cái bộ bàn này thì nó cũng rất là nhẹ chứ nó không có nặng nha quý cô chú và anh chị. Còn cái bàn thì trên cái bàn của mình là mặt gỗ là tự nhiên luôn. Còn cái mặt bàn là mặt bằng rời ạ. Còn ở dưới cái chân bàn của mình thì nó có được 4 con sư tử đập trân châu nha quý cô chú và anh chị. Đó, cái trụ bàn người ta chạm vào đục thủ công tay nhìn cũng rất là đẹp luôn ạ. Rất là to luôn ạ. Chiều cao của cái bàn này là 74. Ngang cái mặt bàn của mình á là 1m14. Đó là thông số của bộ bàn này. Rồi mã số 1 khác đầu tiên hôm nay em giao lưu với quý cô chú anh chị bộ bàn Pháp xưa này 120 triệu, em bao phí xếp toàn quốc cho cô chú và anh chị. Shop Thanh Trực ở phường Thới Hòa, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Số điện thoại của em là 0939663557. Đó cũng là số Zalo và Facebook của em. Rồi mã số 2H này thì em có một cái bộ lư tròn này ạ. À. Chất liệu của nó là bằng đồng. Hàng thì liền lạc và lành lặn luôn. Ở bên trong bộ lư là hàng sạch sẽ, không có ba vớ gì cả. Chiều cao của cái lư này là 47. Ngang lại của hai cái tay cầm là 36. Cái hoành đế ở dưới này là 61. Đó là cái lư. Còn cái cặp chân đàn thì chiều cao của nó là 42, ngang cái nắp chân đàn của mình là 20. Bộ này thì nó có trọng lượng nặng của nó là 10 kg bộ này nghe quý cô chú và anh chị. Rồi mã số 2 này em giao lưu với quý cô chú anh chị bộ lư này 6 triệu, em bao đánh bóng cho quý cô chú và anh chị. Rồi mã số 3 này thì em có được hai cái mâm treo tường, mâm dập nổi. Cái tích đầu tiên á là thiên hạ thái bình ạ. Còn cái tích thứ hai á là anh hùng tư ngộ, một con hổ và một con đại bàng ạ. À. Cái này mặt sau của nó đều có móc treo tường hết nha quý cô chú và anh chị. Ngang của cái mâm này là 52, lọt lòng là 40. Cân nặng của một cái mâm như vậy là nó là 1,2 kg nha quý cô chú và anh chị. Rồi mỗi cái mâm này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 1 triệu. Em bao đánh bóng và em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Rồi mã số 4 này thì em có được một bộ tách trà. Đó. Hòn gốm tàu. Bộ tách trà này cũng nhắc rất là lớn luôn em của cô chú anh chị. Bên trong thì nước men rất là sáng luôn ạ. Chân đế của nó là đều có mọc hết ạ. Chiều cao của cái ly này là 6 phân. Ngang miệng ly là 7 sân. Còn cái chiều cao của cái bình trà này là 12. Rồi một bộ tách trà này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 1.200.000, em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Rồi mã số 5 này thì em có một cái tô hàng gốm Nhật ạ. À. Hàng vẽ tay hết nha quý cô chú và anh chị. Chân đế của nó đây. Chiều cao của cái tô này là 6 phân. Đường kính ngang lại là 22. Rồi cái tô này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 300.000. Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Rồi mã số 6 này em cũng có được ba cái tô hòn gốm Nhật nữa ạ. Bên trong tô đây. Chân đế của nó đều có mộc hết ạ. Chiều cao của cái tô này là 8 phân, đường kính ngang lại là 11. Rồi ba cái tô hòn gốm Nhật này em giao lưu cho quý cô chú anh chị là 400.000, em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Rồi mã số 7 này em cũng có được hai cái tô hòn gốm Nhật ạ. Một cái lớn và một cái nhỏ ạ.
Chiều cao của cái lớn này là 6 phân, đường kính ngang lại là 16. Chiều cao của cái nhỏ này là 8 sân, đường kính ngang lại là 13. Rồi hai cái tô này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 400.000. Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Số điện thoại của em là 0939 663 557. Đó cũng là số Zalo và Facebook của em. Rồi mã số 8 này em cũng có được 3 cái tô hình lục giác này, cũng là hàng gốm Nhật luôn ạ. Bên trong đây hàng vẽ tay hết em quý cô chú và anh chị, chân đế đây ạ. Chiều cao là 5 sân, đường kính ngang lại là 17. Rồi ba cái tô hình lục giác này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 600.000. Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Rồi mã số 9 này thì em có được 5 cái tô nhỏ này. Bên trong tô đây ạ. Chân đế của nó đều có mọc hết ạ. Chiều cao là 4 sân, đường kính ngang lại là 16. Rồi 5 cái tô hàng gốm Nhật này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 400.000. Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Rồi mã số 10 này thì em có được một cái tô và 4 cái chén hàng pha lê này ạ. Chiều cao của cái tô này là 5 sân, đường kính ngang là 22. Đường kính ngang của cái chén này là 13. Rồi 4 cái chén và một cái tô hàng pha lê này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 400.000. Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Rồi mã số 11 này em cũng có một cái dĩa hàng pha lê nữa ạ. Bên trong là những chiếc lá nha quý cô chú và anh chị. Đường kính của cái dĩa này là 29. Rồi cái dĩa hàng pha lê này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 300.000. Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Số điện thoại của em là 0939 663 557. Đó cũng là số Zalo và Facebook của em. Rồi mã số 12 này em cũng có cái dĩa hàng pha lê này nữa ạ. Đường kính của cái dĩa này là 30. Rồi cái dĩa hàng pha lê này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 400.000. Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Rồi mã số 13 này thì em có được hai cái dĩa hàng gốm tàu này ạ. Một cái lớn và một cái nhỏ hơn chút ạ. Màu tím này nhìn rất là dễ thương luôn ạ. Đường kính của cái dĩa lớn này là 23. Đường kính của cái dĩa nhỏ này là 20. Rồi hai cái dĩa hàng gốm tàu này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 300.000. Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Rồi mã số 14 này thì em có một cái thố hàng gốm Nhật này ạ. Chân đế của nó đây ạ. Chiều cao của cái thố này là 6 phân, đường kính ngang lại là 18. Rồi cái thố hàng gốm Nhật này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 200.000. Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Rồi mã số 15 này thì em có được 5 cái chén hàng gốm Nhật này ạ. Bên trong chén nước men thì rất là sáng luôn nha quý cô chú và anh chị. Chân đéo nữa. Chiều cao của cái chén này là 5 phân, đường kính ngang lại là 12. Rồi 5 cái chén hàng gốm Nhật này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 400.000. Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Rồi mã số 16 này em cũng có được 5 cái chén nữa ạ. Rất là dễ thương luôn nha quý cô chú và anh chị. Đó, chân đế của nó thầy. Chiều cao của cái chén này là 5 sân, đường kính ngang lại là 12. Rồi 5 cái chén này em cũng giao lưu với quý cô chú anh chị là 400.000. Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Rồi mã số 17 này thì em cũng có được 5 cái chén nhỏ này nữa ạ. Bên trong chén đây. Chân đế đây ạ. Đường kính của cái chén này là 12. Rồi 5 cái chén này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 300.000. Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Rồi mã số 18 và mã số 19 này thì em có một cặp đèn gốm này ạ. Cái bầu của nó bằng gốm, còn cái họng đèn nó bằng đồng nha quý cô chú và anh chị. Ống khói thì bút mực ạ. Chiều cao của cái đèn này là 45. Quanh bụng là 23. Rồi mỗi cái đèn này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 1.700.000 một cây. Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Số điện thoại của em là 0939 663 557. Đó cũng là số Zalo và Facebook của em.
Rồi mã số 20 này thì em có một cây đàn bầu pha lê này ạ. À, hàng thì em bao hàng không có bị lủng chải gì hết ạ. À, chiều cao của cây đàn này là 47, đường kính bầu là 16. Rồi cái đàn bầu pha lê này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 2.600.000, em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Rồi mã số 21 này thì em có cái đàn đồng này ạ. À, hàng thì liên lạc và lành lặn luôn. Chiều cao của cái đàn này là 52, quanh bụng là 43. Rồi cái đàn này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 3.000.000, em bao đánh bóng và em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Rồi mã số 21 này cũng là mã số cuối clip ngày hôm nay. Thì một lần nữa em cũng mến chúc quý cô chú anh chị được nhiều sức khỏe và em cảm ơn.